Mới đây, những bức ảnh chụp lại cảnh một ông chồng khóc ngoài ghế chờ bệnh viện được đăng tải. Theo đó, anh này đưa vợ đi đẻ. Vợ đau đớn gào thét bên trong phòng sinh thì bên ngoài, anh chồng cũng miếu máu khóc vì thương vợ quá. Thằng bạn mình đưa vợ đi đẻ, nghe vợ gào khóc trong phòng đẻ, thanh niên ở bên ngoài cứ khóc theo rồi miếu máu vì thương vợ thương con. Ngày biết tin vợ có thai, ngày nào cũng đi làm muộn về thật sớm chăm vợ, không để cho vợ làm bất cứ việc gì sợ sẽ động thai. Đây là chia sẻ được đính kèm bài đăng. Ông chồng trẻ khóc đến đỏ mắt, sưng húp mặt. Người đi cùng bên cạnh thì cứ cười như trêu chọc, đúng là khổ quá đi. Người ta thương vợ, xót vợ đang đau mà chẳng có ai bên cạnh thôi mà. Ông chồng khóc vì thương vợ đang đau đẻ. Nhìn những bức hình đó, nhiều người bật cười, khen ngợi nam thanh niên vừa đẹp trai lại còn thương vợ hết mực. Chúc mừng nhé, sau mình lấy vợ cũng nhất định sẽ giống như bạn, yêu chiều vợ, thương vợ. Lúc nào mình cũng muốn được có vợ mà yêu thương thôi ấy, một dân mạng chia sẻ. Hồi vợ đẻ mình cũng khóc, ngoài chuyện thương thì cái cảm xúc lúc sắp có con nó khác lắm mọi người à. Nghĩ lại khoảnh khắc đầu tiên đó mà nó bồi hồi ghê.